Mở đầu là thông tin ghi nhận trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, đã qua 21 ngày, Bà Rịa Vũng Tàu không phát sinh trường hợp heo mắc dịch tả châu Phi. Các ổ dịch bệnh heo châu Phi cơ bản đã được khống chế. Trên địa bàn tỉnh cũng không xảy ra dịch bệnh lớn trên đàn gia súc gia cầm. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong 4 tháng đầu năm 2022, tình hình chăn nuôi tiếp tục ổn định, sản phẩm động vật tiêu thụ thuận lợi. Đối với chăn nuôi heo, giá heo hơi có chiều hướng tăng nhẹ. Ngành chăn nuôi đang tiếp tục tăng cường công tác quản lý dịch tễ, công tác kiểm dịch kiểm soát giết mổ động vật, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời khi có bệnh xảy ra. Riêng trong tháng 4 năm 2022, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ước đạt gần 354 tỷ đồng, tăng 4,03% so với cùng kỳ. Hiện tổng đàn heo của tỉnh khoảng 367.500 con, hơn 6,3 triệu con gia cầm, hơn 52.000 con trâu bò, gần 93.000 con dê cừu. Sản lượng thịt hơi các loại 8.827 tấn, tăng 4,3% so cùng kỳ.